형은 진짜 육상이랑 찰떡이에요. 주종목이 몇 미터예요? 쉬자. 네? 할 말이 없다. 응? 들을 말도 없고. 네. Hello, cả nhà yêu, Bom đã trở lại rồi đây. Bom biết dạo gần đây, hội chị em đang rần rần xôn xao, xốn xang về một agency chính hiệu. Đó chính là Gucci và Vlog cuộc sống thôn quê của ảnh đúng không nè. Đùa vậy thôi chứ cái tên Son Joku đang ngày càng được nhiều mọt phim Hàn biết đến với những diễn xuất không chê chỗ nào được, cùng ngoại hình vô cùng giản dị nhưng cực kỳ dễ mến và chất chi đúng không nào. Vậy hôm nay hãy cùng Bom tìm hiểu kỹ hơn về chú nông dân, à nhầm diễn viên Son Joku nha. Son Joku sinh ngày 7 tháng 2 năm 1983, trong gia đình có bố mẹ và một em trai, mang nhóm máu B và có chiều cao là 1m78. Son Joku từ nhỏ đã là một người vô cùng rụt rè, hướng nội, chỉ ở lì trong nhà sau khi đi học về. Và để khắc phục tính cách đó, anh đã chọn con đường là đi du học. Một con người hướng nội là vậy, nhưng khi đi du học, Gucci của chúng ta lại vô cùng năng nổ, ham học hỏi và đặc biệt hơn là anh muốn gì, anh có nấy. Đầu tiên, Joku đến học ngành mỹ thuật tại trường nghệ thuật Chicago, Mỹ. Sau đó anh chuyển hướng sang phim tài liệu. Đó chưa phải tất cả đâu nha. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Son Joku đến Canada, nơi em trai mình đang học, để theo đuổi sự nghiệp bóng rổ vì muốn thử gì đó mới mẻ. Tuy vậy, anh lại từ bỏ giấc mơ đó và có 2 năm học diễn xuất tại đất nước này. Trở về Hàn Quốc, anh chú bắt đầu sự nghiệp diễn xuất ở mảng nhạc kịch và thử sức làm giám đốc nghệ thuật. Bom đã rất trầm trồ và ngưỡng mộ khi đọc profile của anh chú nhà mình đó. Không hảo danh là con người ta đúng không nè? Sự nghiệp diễn xuất của anh nông dân nhà ta phải được kể từ vai hình sự Moon trong mùa 2 của Netflix Original Series Sense8 cùng diễn viên Bae Tuna. Sau đó, Son Joku cũng đã tham gia vào các drama như Suits, Matrimonial Chaos và đặc biệt là vai phản diện với diễn xuất vô cùng sắc bén, sợn tóc gáy, Lee Seo-ak trong Mother. Cũng từ bộ phim đó mà anh chú đã để lại được nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Mặt của Gucci hơi bị hợp đóng vai ác luôn ấy các bạn ạ. 너하고 걔네들 공통점이 뭔지 알아? 엄마가 사랑하지 않는 아이. 그게 니들이야. 애 잃고 우는 엄마들 보면 그렇게 기분이 좋더라. 가슴이 막 찌릿찌릿 아프거든. Một số vai diễn ấn tượng khác có thể kể đến Cha Yong-jin trong Designated Survive và 60 Days, anh ngố Sang-soo trong Be Melodramatic. 당신의 눈동자에 건배. 아쉬워하다 너를 호영이. Đội trưởng eo ọt hơi phản diện Im Ji-suk trong DP. Và mới đây nhất là vai anh nông dân Gucci, hình mẫu lý tưởng mới của các chị em mọc phim Hàn trong My Liberation Notes. Thiệt là hết nước chấm. Có thể nói vai diễn này đã khơi đầu làn sóng mang tên Son Joku đến với các khán giả phim truyền hình. Đó là một anh chàng nông dân trông khá mộc mạc, chất phác nhưng cũng đầy bí ẩn, cùng với cách diễn đạt cảm xúc thô nhưng thật thà với những lời thoại đáng suy ngẫm. Son Joku cũng chia sẻ lời thoại anh thích nhất đó chính là lời thoại được ghi trên poster chính thức của bộ phim. 확실해? 봄이 오면 다른 사람도 있는 거? Có thể nói tháng 5 là tháng của Son Joku khi anh vừa đem lại ấn tượng từ vai diễn Gucci, lại vừa tấn công dồn dập con tim các mọc phim với vai tên sát nhân cực ác cực ghê trong The Outlaw 2. Bộ phim được khởi chiếu từ ngày 18 tháng 5, chỉ trong vòng 7 ngày đã bán hết 4 triệu vé tại Hàn Quốc. Đây là thành quả cao nhất từ sau ảnh hưởng của đợt dịch Covid-19 đến ngành điện ảnh.
Và vai phản diện Kang Hae-sang do Anh Gu thủ vai được đánh giá là vai diễn mấu chốt, tạo sức hấp dẫn lớn cho bộ phim. Đặc biệt hơn, bộ phim lần này được lấy bối cảnh ở Việt Nam. Bông cũng đang rất tò mò muốn xem anh chú, mà cũng muốn xem thử hình ảnh nước Đông Lào trong phim ra sao lắm luôn nè. Nó đúng mạnh thôi. Nó nạp chứ đen quá. Với hình ảnh đội trưởng bất tài, vô dụng và yếu xìu trong DP, ngoài đời Son Suk-gu đã gia nhập đội lính bộ Zaytun và hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự. Chú Gu đăng ký vào đội Zaytun và bắt đầu cuộc sống quân đội ở Iraq. Lúc đấy, tỷ lệ cạnh tranh để được gia nhập lực lượng này là rất cao khi chỉ tuyển đúng một thành viên, và Son Suk-gu đã vượt qua rất nhiều đối thủ để vinh dự giành được vị trí đó. Anh cũng chia sẻ sau này tham dự nhiều buổi tuyển chọn diễn viên nhưng cũng chưa từng trải qua cuộc phỏng vấn nào cam go đến như vậy. Thực ra Son Suk-gu vốn được sinh ra trong một gia đình khá giả, và trước khi đến với sự nghiệp diễn xuất thì anh đã bắt đầu điều hành công ty sản xuất máy công cụ chuyên dụng tại quê nhà Daejeon với cương vị CEO. Sau khi tiếng tăm của Son Suk-gu được khẳng định trong làng diễn xuất, mọi người đoán rằng anh chú đã nhường vị trí này lại cho một nhà kinh doanh chuyên môn, còn mình nắm giữ cương vị đại cổ đông của công ty. Khác xa với Gu Si giang hồ và đầy phốt trong My Liberation Notes, anh Gu ngoài đời thực thuộc hàng hiếm khi vừa là rich kid, vừa giỏi giang toàn diện, có sự nghiệp thăng tiến. Perfect quá đúng không mà mọi người? Nói đến scandal thì không, nhưng chấn động thì cũng có đấy các bạn ạ. Anh có tiền, anh có tài nên anh hơi lạ một chút. Người ta nói người thành công thường có lối đi riêng, và quả thật CEO Gu của chúng ta đã có một pha đi vào lòng người đấy. Thông thường đối với các diễn viên, dù là diễn viên trẻ mới chập chững vào nghề, thì việc giữ hình tượng và tạo ấn tượng tốt đến công chúng là điều cần thiết. Nhưng anh chú của chúng ta thì không. Nope. Anh Gu lấy luôn ảnh chụp hộ chiếu của mình và cho thẳng vào profile trên trang Naver, khiến cho cư dân mạng được một phen sốc ốc. Nhiều người còn đùa rằng nhìn không khác gì bức hình truy nã chứ không phải ảnh profile của diễn viên. Vậy mà anh chú khi được hỏi vẫn khăng khăng: ủa, tôi thấy đẹp mà. Ủa gì vậy? Nhưng may quá, chắc công ty đã can thiệp rồi nên hình bây giờ rất chi là diễn viên nha. Có thể nói Son Suk-gu không phải hình ảnh mới toanh, nhưng cũng hơi xa lạ với khán giả truyền hình. Với diễn xuất hoàn hảo hết, nước chấm và ngoại hình cuốn hút, Bom tin rằng Gu Si sẽ còn đem lại cho chúng ta nhiều hơn nữa những tác phẩm ấn tượng trong tương lai đây. Các bạn muốn Bom giới thiệu về profile của ai trong những tập tiếp theo nào? Hãy để lại comment cho Bom biết nha. Còn bây giờ thì bye bye.